Video này được mang đến cho bạn bởi content Phúc Lộc, Editor Leader và tôi còn Quại. Để có được trải nghiệm tốt nhất thì hãy xem cùng người thân, đặc biệt là với bố. Tuyệt vời hơn nữa thì hãy xem phim. Tin tôi đi, bạn sẽ không lãng phí gần 2 tiếng cuộc đời đâu. Người ta thường nói con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ, chứ khi bạn là người nào đấy. Nếu tin này là chuẩn thì người đàn ông này tên là Frank Goode, là một đại gia với khối tài sản lên tới 4 đứa. Nhưng đã rất lâu rồi, cụ thể là sau tang lễ của vợ, ông chưa có dịp được gặp lại chúng. Thế nên khi nghe tin tất cả sẽ về nhà vào cuối tuần, Frank liền chăm bẵm lại khu vườn, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ chuẩn bị cho bữa tiệc đoàn viên. Đại huynh mua gì để tiểu đệ thái luôn à? Bro cứ cho tôi loại nào ngon nhất nhá. Ách chà, hôm nay huynh đài chơi xốp ấy, có con về phải hoành tráng chứ. Xin chào anh chàng tốt bụng, anh có thể lựa cho tôi chai rượu ngon ngon chút được không nhỉ? Dạ vâng, bác có yêu cầu gì không? Cứ loại nào đỉnh nhất ấy. Ở đây gì loại gì cũng có. Ví dụ như chuối hột, nhân sâm, nhung hiêu các thứ luôn. Với kinh nghiệm tiên tử của tôi thì Frank nên làm một chai táo mèo là tuyệt tác. Thưa quý ngài, đây là bếp nướng thịt xiên xào các thứ đời mới nhất, đảm bảo sao vàng chất lượng, bảo hành đến khi bị hỏng. Cho xin cái giá phải trả đi nào. 999,9k, đã sale kịch sàn rồi đấy. Một rách, chốt. Quá trình chuẩn bị đều hoàn hảo cho đến khi nó ngừng hoàn hảo. Mỗi một đứa có một lý do khác nhau, người thì bận bịu công việc OT các kiểu, đứa thì con cái ốm đau không ai chăm sóc. Chung quy lại thì 4 đứa con sẽ chẳng có đứa nào về được cả. Sau tất cả sự đầu tư và chuẩn bị, cái mà Frank nhận về là sự thất vọng. Nếu các con bận đến vậy thì thân già này sẽ đến thăm các con, nghĩ là triển. Ngay ngày hôm sau, Frank đến tìm bác sĩ để kiểm tra tổng quát. Tin mừng là căn bệnh phổi chưa quá căng, nhưng đủ căng để khiến ông từ bỏ ý định lặn lội xa xôi, bỏ qua lý trí về bệnh tật. Frank chọn nghe theo con tim mách bảo, miễn là tàu xe với thuốc uống đúng giờ là chắc không sao đâu. Tạm biệt ngôi nhà thân yêu, người cha già bắt đầu hành trình tìm lại các con, với điểm đến đầu tiên là New York, nơi cô con David đang sinh sống. Trên chuyến tàu, Frank tự hào chia sẻ cho những người đồng hành về công việc mà ông từng gắn bó. Những đường dây điện nối dài khắp nơi đều có công sức của ông ở đó. Chính vì công việc này mà Frank đã mắc căn bệnh sơ hóa phổi như hiện tại. Nhưng cũng nhờ đó mà ông đã nuôi thành người 4 niềm tự hào của đời mình. Và hôm nay ông cần cả 1.000.000 dặm đường dây để biết được chúng đang ở đâu ngày hôm nay. Sau nhiều tiếng bạc đít quần trên tàu hỏa và taxi, cuối cùng Frank cũng đến được chỗ cư trú của David. Nhưng chào đón ông chỉ là những tiếng chuông dài không hồi đáp và thời gian dài vật vờ chờ đợi. Có những người đi qua, có những chiếc xe ghé đến, nhưng không có đứa con của ông. Sau cùng thì Frank cũng phải di chuyển. Khi đi ngang qua một cửa hàng nghệ thuật, sự chú ý của Frank đã cuốn chặt vào bức tranh của tác giả David Wood. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của cậu con trai cả thời còn bé xuất hiện, kèm theo đó là cuộc hội thoại về tương lai của hai cha con. Ông nhìn lại bức tranh lần nữa với đôi mắt có phần sầu não, rồi cứ thế rời đi. Trong một nhà hàng nhỏ, Frank gặp một ông cụ. Phần nào đó họ có sự tương đồng về chuyện con cái. Ông cụ kia tuổi đã 94, có 3 đứa con và 6 đứa cháu, nhưng chúng đều quá bận rộn để quan tâm cụ. Nếu muốn gặp con cháu, cụ phải lên lịch trước. Dường như nơi đây là chỗ dành cho những người cha như vậy. Con người thay đổi và cuộc sống cũng đổi thay. Làm sao biết được đâu là lần cuối gặp gỡ. Ngày hôm sau, Frank trở lại tìm con trai. Lần này ông may mắn hơn khi gặp được một người cùng thuê trọ. Nhờ đó mà ông có thể vào trong để gửi cho con trai bức thư mà mình đã chuẩn bị, rồi rời đi để tiếp tục hành trình của mình. Tiếp tục là một chặng đường dài, rất dài nữa. Qua những bữa ăn cô độc, qua những ngày ở trạm nghỉ, Frank đã đến được dinh thự của cô con gái thứ, Amy. Nhưng tiếc thay, chào đón ông là sự giả dối. Ý tôi không phải là cô cháu rách này, mà là lời nói dối của cô con gái ông. Rõ ràng cháu trai vẫn khỏe mạnh, chẳng có gì ốm yếu cả. Thật, đúng là muốn thì tìm cách mà không muốn để viện lý do. Mà đấy là suy nghĩ của tôi thôi. Chứ với người cha như Frank thì 9 bỏ làm 10. Bởi dù có lớn đến đâu thì trong mắt cha mẹ, con cái vẫn mãi là đứa trẻ. Cái này thì luôn đúng trong mọi trường hợp. Khi thấy người cha của mình, Amy chạy vội đến dành cho ông một cái ôm ấm áp, kèm theo đó là những lời hỏi thăm ân cần. Nhưng nó không che giấu được vẻ gượng gạo cùng sự bối rối trong ngôn từ của cô. Không chỉ có con gái có điều lạ lùng, ngay đến cả con rể cũng có gì đó kỳ lạ. Cảm giác như họ đang mỗi người một vai trong một vở kịch mang tên Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Cặp vợ chồng có thể gồng lên diễn cho đạt, chứ con trẻ thì không. Jack tỏ thái độ ra mặt với bố khi không chịu đưa cho anh chai xì dầu. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên bữa ăn tối hôm đó. Để tránh tình hình trở nên căng thẳng thêm, Amy đổi chủ đề hỏi cha xem ông có kế hoạch gì không. Frank thì dự định sẽ ở lại đây từ 1 đến 2 ngày, sau đó bắt xe lên thăm Robert. Nhưng dự định có vẻ không được rồi, bởi vì gia đình Amy sắp tới sẽ bận tối mắt tối mũi. Hai vợ chồng thì phải lo chuyện công việc, còn cô Jack phải đi thực tế ở lớp. Lời nói của Frank là sự thông cảm của trung bình những người cha, nhưng ẩn trong ánh mắt ông là sự suy không hề nhẹ. Khi nghe con gái muốn liên lạc cho em trai để báo cho anh biết về việc cha muốn đến thăm, nhưng Frank không cho phép, bởi ông muốn tạo bất ngờ cho đứa con lâu ngày không gặp. Nhưng rồi cô đã trái lời bố. Trong câu chuyện của họ có nhắc đến David, nhưng có vẻ tình hình của anh ta không được ổn cho lắm. Trước khi rời đi, Frank muốn lưu lại những bức ảnh kỷ niệm gia đình, nhưng những cử chỉ của con gái, chồng và con trai đều rất gượng gạo. Người ngoài còn nhìn ra, huống chi là đôi mắt và cảm nhận của người cha. Trên đường di chuyển cùng con gái, Frank đã cố gợi mở vấn đề để con gái tâm sự với mình, từ việc thành tích của Jack không được tốt như lời cô nói cho đến chuyện chai xì dầu tối hôm qua. Nhưng Amy chỉ trả lời bâng cua cho lấy lệ để lảng tránh vấn đề của bản thân, hoặc ít nhất là giấu nó trước mặt cha. Khi cả hai ngồi đợi tại sân ga, một người đàn ông giới thiệu mình là Tom xuất hiện. Khi nhìn thấy anh ta, gương mặt Amy rạng rỡ lên hẳn, dường như giữa cô và anh ta có mối quan hệ gì đó mật thiết lắm. Trước khi chia tay, Frank hỏi Amy xem cô có đang hạnh phúc hay không. Bạn biết đấy, chẳng có người con nào lại nói không cả. Chúng ta thường nói dối cha mẹ để họ yên lòng, nhưng đừng quên họ là người sinh ra chúng ta, họ hiểu cả đấy. Chỉ là trước mặt chúng ta họ che giấu điều đó. Thêm một chặng đường nữa được đi qua, Frank đã đến được thành phố nơi đứa con thứ ba của ông làm việc. Để tạo cho Robert một sự bất ngờ, ông đã tìm đến nơi làm việc của anh, cũng là để chứng kiến cu con thành công như thế nào. Nhưng thực tế thường khác với những lời nói, Robert không phải là nhạc trưởng, anh chỉ là một khứa gõ nhịp cho dàn nhạc mà thôi. Sau khi buổi diễn tập kết thúc, hai cha con đã ngồi lại tâm sự đôi chút. Robert chưa từng nói mình là nhạc trưởng, chỉ là khi qua ngôn từ của mẹ vai trò của anh được nâng lên mà thôi. Ở cuộc nói chuyện này tôi như thấy một phần nào đó những vấn đề mà nhiều người con đang gánh vác. Người ngoài nói Robert có tài, đúng anh cũng có tài, nhưng mà không tài như người ta nói. Còn Frank thì lại tin vào những lời đó để rồi thất vọng. Ông hy vọng con sẽ có bước tiến trong sự nghiệp của mình. Đây là điều tốt mà bất cứ cha mẹ nào cũng muốn. Có điều năng lực của con người có giới hạn. Nếu điều ấy có thể xảy ra chắc nó đã xảy ra rồi. Đôi khi tự biết lượng sức mình cũng là một cái tài rồi. Khi Frank đề cập đến việc ở lại cùng Robert trong dăm ngày, tương tự như Amy, anh từ chối khéo rằng cả đoàn sẽ đi lưu diễn tại châu Âu vào ngày mai. Frank lại ngậm ngùi coi như mình xui, không đến đúng lúc. Nếu để chọn ra một phân đoạn kiểu trung bình cuộc nói chuyện giữa cha và con nhất, thì cuộc giao lưu ngôn ngữ giữa Frank và Robert sẽ là ứng cử viên top 1. Khi thấy Robert hút thuốc, Frank đã bảo con nên bỏ cái thứ độc hại ấy đi. Nhưng Robert phản pháo lại rằng chẳng phải khi ông còn làm công nhân trong nhà máy dây điện, ông cũng là tín đồ của bộ môn nhà khói này hay sao? Như bị chạm vào lòng tự ái bấy lâu kìm nén, Robert nói lại chuyện mà mẹ vẫn thường nói với anh: hãy làm gì đó để cha tự hào. Vì ông đã nỗ lực rất nhiều vì gia đình này. Kèm theo đó là một giọng điệu có phần gay gắt. Kể cả khi Frank nói anh cứ hút đi thì thái độ đó vẫn y nguyên. Bạn có thấy cái này giống mình không? Tôi không biết, nhưng với tôi thì có. Ít nhất là đã từng. Giống kiểu một sự phản kháng chống đối ấy. Có lẽ Frank cũng hiểu được vấn đề của con, nên ông phải chuyển hướng cuộc trò chuyện để cuộc gặp gỡ này không vào thế chóng vánh. Và ông đã thành công kéo sát con trai lại với mình. Khoảng cách giữa hai cha con nói xa thì xa, nói gần thì gần. Chỉ cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn để giải quyết những khúc mắc, thì dẫu xa thế nào cũng lại sát lại gần nhau mà thôi. Nói chung là đoạn này cũng hơi phê phim. Tương tự như khi chia tay Amy, Frank cũng hỏi Robert rằng anh có đang hạnh phúc không. Cậu con trai khẳng định mình vẫn tốt với công việc gõ nhịp, nên ông không cần quá lo lắng. Và họ dành cho nhau cái ôm ấm áp rồi chào thân ái. Dưới lăng kính của Frank, Robert vẫn là một đứa trẻ. Còn với Robert, giữa cha và anh lại có khoảng cách. Anh muốn được bên cha lâu hơn, nhưng anh lại chẳng biết nói gì với ông, nên đành trốn tránh và để cha rời đi. Trong suốt chặng đường của mình, Frank vẫn luôn cố liên lạc với David, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chuông kéo dài không hồi đáp. Sau khi lỡ chuyến buýt cuối, Frank phải đi nhờ một xe công để tiếp tục hành trình. Trên đường đi, ông và tài xế đã tâm sự với nhau về chuyện đời. Bằng một cách vô tình nào đó, câu chuyện của người phụ nữ lại va chạm vào cảm xúc của Frank. Mọi người luôn đưa ra những lý do để lảng tránh sự thật, vì chẳng ai muốn bị tổn thương cả. Tạm biệt cô tài xế tốt bụng, Frank bước từng bước tiếp tục hành trình. Trong lúc vào nhà ga, thấy một chàng thanh niên tội nghiệp, ông đã hỏi thăm và cho anh ta chút tiền, nhưng làm ơn mắc oán. Gã thanh niên khi bị dạy dỗ về cách cư xử đã sững cổ mà xô xát với Frank. Tưởng trẻ mà khinh già, ai ngờ nhận một cú quậy sõng xoài. Cay cú khi bị ăn đòn, hắn đã đáp trả Frank bằng cách dẫm bẹp lọ thuốc của ông. Với một người bệnh mà phải đi xa thì việc tìm thuốc thực sự khó khăn. Frank chỉ có thể thu gom lại những mẩu thuốc còn sót lại để ít nhất có thuốc cho vào người. Đêm hôm đó trong giấc mộng của mình, Frank thấy từng mảnh hình ảnh với David. Theo linh cảm của người cha thì đây có thể là điểm báo con mình có biến. Để xin đơn thuốc, Frank đã liên hệ với bác sĩ. Có điều ông bác sĩ không biết Frank liều mạng nên báo để đơn ở lễ tân. Dĩ nhiên Frank không thể nói ra tình hình của mình rồi nên cũng đành chịu. Khác với các anh chị của mình, Rosie chủ động đến đón cha, đồng thời flex độ giàu của mình thông qua con xe chuẩn đại gia này và một căn hộ chung cư với view bao trọn thành phố. Với một người cha thấy con cái thành công như thế này thì còn gì bằng. Giữa lúc đó có một người hàng xóm sang nhà Rosie nhờ cô trông con hộ trong vài giờ. Rosie thì từ chối vì sợ trễ bữa tối mà mình đã đặt. Còn Frank thì thoải mái, ông đồng ý luôn. Không biết có phải đây là bản năng của các bậc phụ huynh hay không, nhưng mà bố mẹ tôi thì cũng thích chăm trẻ lắm. Hậu quả là tôi cũng liên tục bị giục lấy vợ, trong khi còn chưa có người yêu. Áp lực ngang. Khác với Amy và Robert, Frank bảo Rosie rằng ngày mai mình sẽ trở về, vì thuốc của ông đã không còn và bản thân ông cũng muốn về nhà. Trong cuộc nói chuyện giữa hai cha con trong bữa ăn, họ đã đề cập về một vấn đề cố hữu trong mỗi gia đình. Con cái dễ mở lời với mẹ hơn là với cha. Rosie cho rằng mẹ thì biết lắng nghe hơn, còn cha lại thích nói hơn và luôn lo lắng rất nhiều. Một điều nữa khiến các con không quá gần gũi với Frank là việc ông luôn ép họ, và người thấu hiểu cảm xúc đó nhất là David. Frank không cho là như vậy. Hãy nhìn cái cách mà cả David và Rosie sống mà xem. Chẳng phải cả hai đang thành đạt với sự nghiệp hay sao? Trong khi cùng lứa tuổi, cái Frank mong muốn chỉ là tìm kiếm một công việc, lấy một người đủ điên để bên ông làm vợ. Rồi khi những đứa con ra đời, ông lại muốn thành một người cha tốt. Đơn giản chỉ có thế thôi. Ngày hôm sau, Rosie đưa Frank ra sân bay để mua vé cho ông bay về, như thủ tục dành cho các con. Frank đưa cho Rosie bức thư và một cái ôm nồng ấm, rồi bước nhanh trong ánh nhìn của cô con gái. Trong chuyến đi trên không đầu tiên của cuộc đời, điều tồi tệ đã xảy ra với Frank. Cơn khó thở ập đến khiến ông lịm dần đi. Trong cơn hôn mê, Frank đã có dịp được ngồi quây quần bên các con của mình, điều mà khi trước ông chưa từng làm. Ông muốn hỏi từng đứa lý do tại sao lại phải nói dối. Với Amy, gia đình cô đang rạn nứt cực mạnh. Chồng thì có nhân tình bên ngoài, con trai thì ghét bố nó, còn cô thì đang có mối quan hệ phức tạp với Tom. Việc anh ta xuất hiện ở nhà ga cũng là do cô sắp đặt để ra mắt với cha. Với Robert, như đã nói ở trên thì việc anh nói dối rằng đi châu Âu là bất đắc dĩ. Anh không biết phải nói gì và cũng có nhiều chuyện chẳng thể nói. Anh không muốn ông phải lo nghĩ. Cái này anh học từ mẹ. Với Rosie thì cô không phân định được xu hướng tính dục của mình. Đứa trẻ của hàng xóm kia thực chất là con cô. Những gì xa hoa kia đều là đồ thuê để làm yên lòng cha. Tất cả những bí mật đó cô đều nói với mẹ, nhưng còn cha thì chẳng hay biết gì. Cuối cùng là David, anh chỉ nói rằng mình không còn sống tại căn hộ đó nữa. Còn những chuyện khác thì chỉ cười và không tiết lộ gì thêm. Thái độ đó khiến cho Frank tức giận, mà một khi đầu bốc hỏa thì ngôn từ sổ ra thật khó kiểm soát. Frank muốn biết mình nên làm gì lúc này. Robert bảo ông là cứ kệ đi như mẹ là được, nhưng Frank từ chối vì ông không thể. David chêm vào rằng mẹ đã chết rồi nên cũng chẳng hỏi gì nữa. Ngay lúc đấy mây đen kéo theo cơn mưa lớn, đám trẻ lần lượt rời đi. Rosie nói lại với cha rằng đừng nói gì với mẹ cả, nếu có nói thì hãy nói rằng chúng vẫn ổn. Phải chăng đây chính là cách mà chúng vẫn thường nói với mẹ? Cách để ngăn những bí mật của bản thân đến với tai của cha hay sao? Tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, Frank thấy các con đang ở bên mình chỉ trừ David. Sau những chuyện đã xảy ra, ông biết từng đứa một đều có vấn đề riêng và có lý do chúng nói dối. Frank hy vọng các con hãy thẳng thắn với mình về mọi chuyện, đặc biệt là chuyện của David. Cuối cùng thì bí mật đã được tiết lộ, David đã ra đi. Khi mẹ mất, David đã rơi vào khủng hoảng. Nó gặm nhấm tâm hồn của anh. Và rồi khi ở Mexico, do dùng ma túy quá liều nên chuyện tồi tệ đã xảy đến. Sau khi cha rời đi, Amy đã sang bên đó để xác thực. Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, miệng Frank liên tục phủ định. Ông không tin được đứa con của mình lại làm như vậy, để rồi oà khóc trong nỗi đau cùng cực. Đêm hôm đó mưa rất lớn, cả ở ngoài trời lẫn trong tim người cha mất con. David đã đến bên ông với hình hài bé nhỏ. Sau cuộc nói chuyện ngắn đó, có lẽ trái tim của hai cha con đã được mở khóa. David tạm biệt cha để về với mẹ, và hẹn một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại. Khi đó họ sẽ không phải xin lỗi nữa. Ta thường nghe sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Trước mộ vợ, Frank đã nói cho bà nghe về những gì mình nhận ra trong chuyến đi dài vừa rồi. Ông sẽ cho chúng được trưởng thành theo ý mình muốn, hạnh phúc theo ý nguyện của mình. Và lời thú tội bởi bản thân đã không chịu lắng nghe những câu chuyện mà bà chia sẻ về những vấn đề của những đứa trẻ. Với cương vị của người cha, Frank đã làm tốt vai trò nuôi sống gia đình, nhưng ông đã khá tệ trong vai trò một người thấu hiểu. Nhưng không bao giờ là quá muộn cả. Chỉ cần chúng ta nhìn ra và sửa chữa, như những đường dây điện này vậy. Có những người sẽ nhìn nó chỉ là dụng cụ, nhưng với David thì nó là tình yêu với cha. Câu chuyện kết thúc khi những đứa con đã về nhà bên Frank vào ngày lễ. Căn nhà đã không còn lạnh lẽo nữa, nó tràn đầy tiếng cười nói. Và mọi thứ đều sẽ ổn, mọi người đều đã ổn. Có lẽ là video này sẽ không kịp để lên sóng đúng ngày 16 tháng 6, ngày của cha. Nhưng tôi vẫn muốn gửi lời chúc tới tất cả những người cha. Một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình đầm ấm, một cuộc đời viên mãn. Và tôi còn Quại, xin chào và hẹn gặp lại.